Ngày 30 tháng 3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã tiến hành bàn giao nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cướp tài sản cho Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, Công an huyện Bến Lức nhận được thông báo của Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp bắt giữ nghi phạm có hành vi hiếp dâm cướp tài sản xảy ra vào ngày 29 tháng 3 tại ấp 1 xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Theo mô tả, nghi phạm điều khiển xe mô tô hiệu Way có biển kiểm soát 66N1-20096 chạy hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra chốt chặn trên một số tuyến đường của huyện kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức phát hiện đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm trùng khớp lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức. Lực lượng ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy. Lực lượng tiến hành truy đuổi, nghi phạm chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, đến địa bàn khu phố chính thị trấn Bến Lức thì khống chế và bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật xe mô tô. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên Phạm Châu Thanh, 23 tuổi, đăng ký thường trú ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản thực hiện vào ngày 29 tháng 3 tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 30 tháng 3, Công an quận 12 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ thanh niên nghi giết mẹ trên địa bàn. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà trong con hẻm TTH29, phường Tân Thế Hiệp, quận 12 nên chạy qua. Vừa tới căn nhà, cô gái bên trong chạy kêu cứu. Mọi người vào bên trong căn nhà phát hiện nam thanh niên cầm hung khí dính nhiều máu. Cạnh đó là thi thể người phụ nữ sinh năm 1963 với nhiều thương tích. Khi thấy một người thanh niên dùng hung khí tấn công rồi cố thủ bên trong, nhận tin báo công an có mặt tiếp cận căn nhà để khống chế thanh niên. Tuy nhiên thanh niên đã không buông hung khí và lớn tiếng thách thức, buộc công an nổ súng khống chế. Riêng nạn nhân nữ do vết thương quá nặng đã tử vong. Sau đó lực lượng chức năng đưa thanh niên về trụ sở làm việc. Qua điều tra, đối tượng tên V sinh năm 1989 là con của nạn nhân. V mới ra tù và trở về nhà sinh sống cùng mẹ. Ngày 30 tháng 3, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạnh xác nhận bà Đoàn Diễm Em, 43 tuổi, cán bộ văn phòng thống kê của xã bị Công an thị xã Giá Trai, tỉnh Bạc Liêu khởi tố do tại ngoại để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ thành phố Cần Thơ cho biết, tháng 1 năm 2022, gia đình bà có đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạnh gặp cán bộ địa chính để đưa một bộ hồ sơ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo thừa kế. Trong đó có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cha bà Hồng đứng tên với tổng diện tích hơn 3.755 m². Sau đó bà Hồng liên hệ với các cán bộ chuyên môn thì được biết hồ sơ đã chuyển cho bà Đoàn Diễm Em, cán bộ văn phòng thống kê. Sau thời gian chờ đợi và nhiều lần liên lạc, bà Diễm Em cho biết đã làm thất lạc hồ sơ, khi nào tìm được sẽ cho gia đình bà Hồng hay. Trong thời gian dài, bà Hồng vẫn chưa được biết thông tin về hai sổ đỏ. Sau khi nhận được phản ánh của gia đình bà Hồng, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạnh đã họp làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, bà Diễm Em và các cán bộ có liên quan đều cho biết không giữ hai sổ đỏ. Nhưng sau đó, một chủ tiệm cầm đồ đến gặp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạnh trình báo về việc có cầm một số sổ đỏ, trong đó có hai giấy chứng nhận của gia đình bà Hồng. Khi sự việc bị bại lộ, bà Diễm Em thừa nhận đã cầm cố 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân với lý do kẹt tiền trả nợ. Ngày 30 tháng 3, Tòa án quân sự quân khu 7 đã mở phiên xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Úc Trọc, nguyên Thượng tá quân đội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, Phạm Văn Diệt, nguyên Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Đức Bình và Trần Lê Toàn, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cái Mép cùng về tội trốn thuế. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận tội danh như cáo trạng truy tố về việc trốn thuế hơn 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận là chủ các công ty và nhờ các cháu trong gia đình đứng tên pháp luật giùm. Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ là người đại diện phần vốn góp cho Tổng Công ty Thái Sơn, nhưng vẫn thành lập các công ty khác như Công ty Đức Bình, Công ty Cái Mép. Các công ty hoạt động độc lập với sự chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt. Từ năm 2008 đến năm 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, sau đó cho nhiều công ty đơn vị thuê lại. Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt thống nhất với Trần Lê Toàn không kê khai thuế hoặc kê khai không đầy đủ để ngoài sổ sách không xuất hóa đơn cho các doanh nghiệp cá nhân thuê lại các khu đất trong thời gian dài. Từ năm 2011 đến năm 2018, Công ty Cái Mép có tổng doanh thu theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Thế nhưng ông Hệ chỉ đạo ông Diệt Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.
Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ Võ Văn Lợi, 24 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi vi phạm tốc độ, gây tai nạn giao thông bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, Lợi lái xe ô tô loại 5 chỗ chạy từ tỉnh Trà Vinh về tỉnh Long An thì bị cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện vi phạm lỗi điều khiển phương tiện quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Lợi không chấp hành mà lái xe bỏ chạy về hướng tỉnh Bến Tre. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông tỉnh Trà Vinh đã truy đuổi theo xe của Lợi. Khi đến tỉnh Bến Tre, Lợi tiếp tục bị cảnh sát giao thông Bến Tre chặn dừng xe, nhưng Lợi vẫn bỏ chạy trên quốc lộ 60 hướng về tỉnh Tiền Giang. Vừa đến địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Lợi tiếp tục gây tai nạn cho người đi xe máy rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, người dân phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang tiếp tục truy đuổi. Lợi lái xe chạy vào nội ô thành phố Mỹ Tho thì xe nổ vỏ trước, bị lực lượng công an bắt giữ. Tại thời điểm bắt giữ, Lợi khai do không có giấy phép lái xe, sợ bị cảnh sát giao thông kiểm tra nên bỏ chạy qua nhiều tỉnh và gây tai nạn. Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang truy bắt đối tượng Giang Hung Vu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn VN, nghi can giết chị M, 30 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, là nhân viên kế toán của công ty mình quản lý. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, bà H, người nấu ăn trong công ty, thấy ông Giang Hung Vu bước vội từ trong nhà ăn ra ô tô đi khỏi công ty có dấu hiệu bất thường. Khi vào nhà vệ sinh, bà H phát hiện chị M đã tử vong trong tư thế nằm úp trên vũng máu, có vết cắt ở cổ nên trình báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi phạm là Giang Huân Wu gây án mạng và rời khỏi công ty bằng chiếc xe bán tải màu trắng biển số 61C45000. Liên quan đến vụ án mạng, sáng 30 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn VN. Theo nội dung đoạn clip, nạn nhân và Giang Quang Vu xảy ra cự cãi. Chị M bị ông Giang Hung Vu bắt quỳ xuống đất, ghi chặt xuống đất rồi dùng tay đánh vào cơ thể. Ngày 30 tháng 3, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng cảnh sát 113 kịp thời bắt giữ đối tượng có biểu hiện ngáo đá, dùng dao đâm cha ruột gây trọng thương. Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày tại số nhà 77 trên 2A, đường Lê Thị Nhiên, khóm 1, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Trần Chí Thiện, 23 tuổi, nghi ngáo đá, đã sử dụng dao đâm ông Đê, 42 tuổi, là cha của Thiện, gây thương tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng xác định, khống chế, bắt giữ Thiện và thu giữ một đoạn ống tiếp sắt có gắn dao ở đầu cùng một cây xà beng. Đồng thời, lực lượng cảnh sát 113 cũng đưa ông Đê đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời. Khoảng 10 giờ sáng 30 tháng 3 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải. Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 71C05218 lưu thông trên cao tốc theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh đến km 19+050 thuộc địa phận huyện Long Thành đã hút vào đuôi xe tải biển kiểm soát 60C58264 tại làn ngoài, khiến phần đầu xe tải bị bẹp giống, tài xế chưa rõ danh tính tử vong trên cabin. Đội tuần tra cao tốc phối hợp với C08 Cục Cảnh sát Giao thông khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.